Tập màu xanh lam là người nộp lý lịch. Tập màu xanh lục là người được giới thiệu. Chúng ta xem ai trước. Nộp lý lịch trước đi, ít vấn đề. Được, tôi đi chuẩn bị. Xin chào. Chào anh. Mời ngồi. Mời ngồi, mời ngồi. Vâng. Cảm ơn, cảm ơn. Tôi xin tự giới thiệu trước. Không cần. Lý lịch này đã ghi rõ ràng lắm rồi. Anh nói anh hiểu gì về việc quản lý phòng tranh đi. Tôi cảm thấy tôi phải phát triển phòng tranh của chúng ta thật lớn, thật mạnh. Hơn nữa, phải sánh ngang với trình độ hàng đầu thế giới. Sau đó, mỗi bức tranh trong phòng tranh của chúng ta đều phải đạt được sự đồng bộ với toàn bộ viện bảo tàng, phòng triển lãm tranh trên thế giới, sức hút, giá trị, buổi đấu giá kết nối nghệ thuật đánh bóng nổi tiếng tuyệt vời nhất. Không biết cô cảm thấy ý tưởng của tôi thế nào? Tôi cho rằng chúng ta phải tìm được nhà nghệ thuật đỉnh nhất và kế hoạch sự nghiệp cho người đó mới có thể thu được cả danh tiếng lẫn lợi nhuận. Đến một cái là mở hộp báo đưa tin kênh ấy để quảng bá danh tiếng với bên ngoài, dán poster của chúng ta ở khắp thang máy, phương tiện công cộng, dán hết lên là có danh tiếng rồi. Tự do tuyệt đối là mục tiêu của nghệ thuật. Mọi nghệ thuật giết chết tự do không phải là nghệ thuật. À, mọi nghệ thuật bóp chết tự do đều chạy theo gió. Tự do là phương hướng, đuổi theo sức mạnh của sấm sét. Hát hay quá. Tôi, được rồi. Tôi vẫn chưa hát xong mà. Xin lỗi chị Ngải, tôi. Cô Toàn tìm người kiểu gì thế này? Chúng ta còn mấy người nữa? Chỉ còn một người nộp lý lịch nữa thôi. Nếu vẫn không được thì chỉ có người được giới thiệu. Chỉ e người được giới thiệu còn không bằng họ nữa. Gọi vào đi. Được, tôi đi gọi anh ấy. Sao lại là anh? Xin chào, tôi là anh Sung. Xin chào, mời ngồi, mời ngồi. Cảm ơn. Anh có kinh nghiệm phong phú quá. Học ngành luật kinh tế trường có tiếng, từng làm phóng viên hiện trường, từng mở công ty công trình, còn từng làm luật sư công ích về luật kinh tế. Anh có hứng thú phong phú nhỉ? Tôi đính chính lại, tôi từng thi vào ngành luật kinh tế nhưng bỏ học, nên bây giờ xem như mới tốt nghiệp cấp 3. Vì sao bỏ học? Hồi đó tôi quen một anh bạn, anh ấy dẫn tôi tới Canada làm thợ săn. Tôi thấy thú vị nên đi. Thú vị quá. Bây giờ vì sao anh muốn làm trong ngành sản phẩm nghệ thuật? Tôi có thể nói sao không? Tôi nói chuyện quan trọng trước. Lúc tôi vừa mới vào, có nhìn tình hình thi công của các cô. Dàn giáo ít nhất 3 chỗ phải dựng cọc, không có bệ đỡ, không có gỗ đệm, hệ dàn cũng không chạm tới nóc. Theo quy định như thế này sẽ bị phạt. Đường dây điện yêu cầu dùng hệ thống 3 pha 5 giây, họ cũng không dùng. Ngoài ra, tôi vừa mới nói chuyện nhân lực của họ với công nhân. Cắt xén nhiều quá, bên trung gian ăn giá chênh lệch. Báo giá thế này, công nhân sẽ không làm đồ tốt cho cô đâu. Bây giờ tôi trả lời câu hỏi vừa nãy của cô. Tôi biết cô chuyên làm quản lý đầu tư tác phẩm nghệ thuật. Cô không cần người giúp đỡ nghiệp vụ đối ngoại. Hẳn cô muốn tìm một người quản lý tốt việc vận chuyển hàng ngày ở phòng tranh. Tôi vào Nam ra Bắc, tôi có thể làm từ đọc bản biểu tới thông cống nước ngầm. Có ngành nghề nào không cần người làm việc thực tế chứ? Vì sao anh chọn phòng tranh của tôi? Không có nguyên nhân à? Có. Tôi mệt rồi. Ở đây ít người, yên tĩnh. Được. Nếu có tin gì, chúng tôi sẽ thông báo cho anh qua email. Được, cảm ơn. Cảm ơn. Tôi nói thêm một câu. Có phải cần dịch chuyển cây ở góc tường Tây Nam không? Đúng, họ nói cái cây đó chẳng ánh nắng. Lúc nãy tôi đi ngang qua chỗ công nhân, tôi nghe họ lén lúc nói muốn tưới chết cây. Sao công nhân lại như vậy? Việc này tôi kiến nghị các cô vẫn nên tuân theo quy định chính quy. Tôi rất quen thuộc quy trình này.